yêu là chọn. Thì buổi chiều nay Huyền và hai anh sẽ có rất nhiều những hoạt động với nhau để tìm hiểu thêm về tính cách, xem là mình có thực sự phù hợp với nhau hay không. Thì mong là chúng ta sẽ hết mình để khám phá nhiều hơn về nhau. Em nghĩ cái lý do lớn nhất mà Huyền không chọn em là cái vấn đề về độ tuổi. Vấn đề về tuổi tác, về em là Thu Huyền 1 tuổi nhưng mà Huyền là không thích cái người nhỏ tuổi hơn. Nên em nghĩ cái vấn đề đấy là cái vấn đề quan trọng nhất mà Huyền tặng bông hoa vàng này cho em. Ý định của mình là sẽ tặng hoa cho bạn Kim, và bạn Kim là người ra về sau vòng 1. Nhưng mà sau khi mà gặp thì mình nhận thấy rằng là Kim rất là chân thành. Ánh mắt của Kim, cử chỉ của Kim rất là chân thành, và trong đó nó chất chứa một cái nghị lực gì đó mà làm cho Huyền thấy phải suy nghĩ lại trong giây lát. Và trong cái giây lát đó khi mà gọi tên Kim, Huyền đã quyết định là Kim sẽ là người đi tiếp với Huyền vào vòng thứ hai để khám phá thêm nhiều tính cách khác của Kim. Biết đâu Kim mới chính là người phù hợp với Huyền thì sao. Và cũng rất là xin lỗi Nghĩa vì mặc dù Nghĩa rất là dễ thương, nhưng mà có lẽ là cơ hội Huyền đã dành cho Kim và cho Huy, cho nên là rất là xin lỗi Nghĩa. Thương Huyền sẽ có những cơ hội được tiếp xúc, tìm hiểu hai chàng trai đầy cá tính, mỗi người với những ưu điểm nổi bật riêng nhau, và ai sẽ là người chạm vào trái tim đầy đa cảm của cô nàng, tất cả sẽ có trong phần tiếp theo. Em có thích lãng mạn không? Em có thích lãng mạn không ấy hả? Theo hai anh thì em có thích lãng mạn không? Có. Chắc chắn có. Anh nghĩ chắc chắn sẽ có, nhưng mà ít thôi. Cũng tùy vào hoàn cảnh rồi, tùy vào đối tượng nữa, thì mức độ lãng mạn của mình nó sẽ được thay đổi. Sáng nay nói chuyện với em, anh có run không? Cũng hơi run. Hơi run thôi hả? Nó thực sự là rất là run. Anh có run hả? Run chứ, lúc đấy tìm run hả? mấy anh chị ekip một tí nữa phải đi mua thuốc chống run cho. Ôi ôi. Hay quá, là lúc đấy là vẫn còn thực sự là run, tại vì là đã rất là lâu rồi cái việc mà đi tán gái như này nó không thuộc dạng là có kinh nghiệm nữa rồi. Em có chia sẻ là em không thích một người gia trưởng, thì anh có thể là em có thể chia sẻ kỹ hơn thế nào là một người gia trưởng theo em nhỉ? Gia trưởng theo quan điểm của em ấy là một người mà luôn áp đặt người khác theo những cái suy nghĩ của mình, không cần phải bàn bạc, không cần phải quan tâm xem là vợ mình và hai bạn gái của mình nghĩ như thế nào, mình thích là phải làm như thế, áp đặt cái suy nghĩ của người khác theo suy nghĩ của mình chứ không có sự chia sẻ. Thế em nghĩ thế nào về sự chung thủy? Em cần một người chân thành, em cần một người yêu thương và biết hy sinh. Okay. Cùng em cũng sẽ như vậy và người ta cũng sẽ như vậy. Chân thành, thấu hiểu và biết hy sinh là ba cái mà em cần ở một người đàn ông. Rời xa chốn thị thành tấp nập, chuyến xe đưa các bạn đến khu du lịch H2O. Em và hai anh sẽ có mặt ở cái khu nghỉ dưỡng Villa H2O tại cái huyện Hóc Môn để chúng ta tham gia một số cái trò chơi ngoại khóa. Trong quá trình chơi thì mình sẽ tranh thủ thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, okay, xem là mình còn hợp nhau về những cái điểm gì nữa và có thể là tiến xa hơn trong tương lai hay không. Rồi, nhất trí. Nhất trí. Yeah, chơi hết mình nha. Và đây là thử thách đầu tiên của cô gái. Chào mừng các bạn đến với khu du lịch sinh thái H2O. Thì được biết hôm nay là các bạn tham gia một chương trình về tình yêu. Và hai bạn nam thì chúng ta sẽ có những cái thử thách để mà chinh phục bạn gái. Qua đó thì thể hiện được cái sự kiên trì và năng nổ của các bạn khi chinh phục bạn gái như thế nào. Thì mình có một trò chơi vận động liên hoàn dành cho hai bạn. Đó là trò chơi nhảy dây. Dây. Rồi bây giờ mời hai bạn. Không, bây giờ chắc là mình quẳng tù tì trước đi. Bạn nào thua thì sẽ nhảy trước ha. Quẳng tù xịt. Xin vào đi ơi. Bây giờ mình bắt đầu đi ha. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2. Trời ơi. Còn thử đâu? Tiếp tục. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Không nổi. 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3, wow. 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15.
3, 4, 2, 5. Wow. Nhiệm vụ tiếp theo có vẻ khó khăn hơn nhiều. Nhảy lên nha. 1, 2, 3. Quay ra sau, rồi đi thẳng đi. Trái một xíu, trái sang trái một xíu. Anh lấy vật bám vào cột đã rồi hắn nhảy lên nha. À, rồi, được chưa? Cố lên nào. Đúng rồi. Từ từ. Yeah, rồi, đưa em cầm cho. À, giỏi quá. Rồi, dừng đây, rồi, ngồi xuống. Cố lên. 1, 2, 3. Vào rồi. Em chứng kiến là vào rồi. Không được manh động. Anh sẵn sàng chưa? Ok, em ready. Em nhảy lên hay là anh với em lên? Rồi, em lên đi. À, rồi, anh quay lại bên phải. Rồi, đi thẳng. Sang bên trái. Rồi, đi thẳng. Bây giờ anh phải dẫm lên một cái ghế, tại vì trái banh ở trên cái ghế ở trên cao. Bây giờ anh phải trèo lên được cái ghế để anh mới với được trái banh. Đó, có cái cột ở đó. Cẩn thận nhá. Bấm chặt nhá. Dạ. 2, 3, yeah. Rồi, anh với thẳng tay về phía trước đi, sẽ thấy trái banh. Được rồi, em sẽ là hậu phương vững chắc. Cẩn thận nha anh. Rớt trái banh. Rồi, ok. Giờ ok, thả trái banh xuống nè anh. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Bắt tay cầu thủ đâu rồi? Rồi, bắt tay. Rồi, okay. Ok. Và cả hai chàng trai tiếp tục nhận được nhiệm vụ đặc biệt. Chào mừng hai bạn đến với cái thử thách thứ hai của ngày hôm nay. Thì các bạn có thấy hai chiếc thuyền này không? Có chị. Rồi, các bạn có thấy cô gái xinh đẹp của chúng ta đang đứng trên cầu kia không? Tất nhiên là thấy rồi. Thấy rồi. À, các bạn thấy là dưới cầu á có một cái chùm hoa mặn, hai bạn có thấy không? Phía dưới giữa chân cầu có một chùm hoa mặn. Rồi. Thì nhiệm vụ của hai bạn là chèo mặc áo phao trước, chèo cái thuyền này đi tới lấy cái chùm hoa mặn kia lên tặng cho bạn gái. Huyền ơi, chờ anh. Chờ anh Huyền ơi. 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên. Bình tĩnh. Nhanh lên. Bạn Kim cố lên. Bạn Huy chèo có vẻ chuyên nghiệp quá ha. Cố lên. Kim ơi, cố lên. Huy ơi, cố lên. Sắp tới rồi. Bạn Kim ơi, hướng bên này cơ. Kim ơi, cố lên. Không thể bạn nam kia đâu. Cố lên. Thì kết quả thì chắc cũng thấy rõ rồi. Thì không biết bây giờ Kim, cảm giác của Kim như thế nào? Cảm giác của Kim hiện tại bây giờ nói chung là cũng vừa mệt, vừa vui và cũng vừa run nữa. Tại vì là với lại là cũng có một cái vài cảm giác nó phấn khích. Tại vì là qua hai cái trò thử thách như vậy á, thì là mình với Huyền là được vui chơi với cùng với nhau và có những cái tìm hiểu về nhau nó nhiều hơn. Kim có thấy là mình đã làm hết sức trong hai cái trò chơi này chưa? Thì mục đích của trò chơi cũng chỉ là để kiểu như mình cũng thể hiện cho bạn gái thấy mình nhiệt tình với bạn gái như thế nào thôi. Tại vì thật sự là Kim đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cái cố gắng của Kim là nó phải có một kiểu dạng giống như là nó có cái sự an toàn bên trong đó. Vừa cả về của Kim và vừa của bạn nữ nữa. Giống như cái thử thách thứ nhất đó, thì trước khi
lên cái ghế thì Kim phải xác định rằng bạn nữ phải không bị té. Thì lúc đó Kim mới đi lên, còn không thì thôi Kim sẽ không lên. Nói chung mình chậm mà mình chắc. Đúng rồi, mình thà mình chậm cho mình chắc, mình có thể là mình giữ an toàn được cho bạn gái là được. Hay. Anh mệt không? Không mệt. Chúc mừng anh đã là người chiến thắng. Anh tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Cái trái mận này nó ngọt ngào và nó y như là cái khuôn mặt của em vậy. Ôi, dạ em cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc mừng anh okay. Đã chiến thắng trong trò chơi này. Ăn thử đi, ăn thử đi, ăn thử đi. Ăn nha, ăn nha. Đây, ăn được. Chung đi. Của anh này. Ngọt quá. Mặt anh hái về cho em có khác. Yêu là chọn